Vâng, đây là con ruột ga con 2000X, có series là 3643, rất là mới, giá là 14.200.000. Các bác nào yêu thì alo cho em nha. Đấy, xuất âm tụ nha các bác, đời tụ đen rất là hiếm luôn. Đấy, rất là mới luôn nha các bác. Giá em đã cân đối và đã bao ship rồi, các bác nào chỉ tiền đủ thì 14 triệu, còn bác nào cọc tiền thì 14.200.000, em đã bao ship nha. Ok, đây mọi chi tiết các bác alo cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình, và sau đây mời các bác xem chi tiết của Comley cũng như là coi thùng vách của nó rất là đẹp nha. Đây là cái vỏ gỗ của nó. Vâng, em xin chào tất cả các bác nha. Tiếp tục em cũng như đã nói video trước thì em qua con 2000X để giới thiệu cho các bác nha. Đây là những sản phẩm hàng đấu giá mạng rất là tuyển chọn bên em. 2000X hiện tại giá là 14.200.000 nha, 14.200.000 đã bao ship cho các bác nha. Đợt này về 3 con nên giá nó có giảm hơn là 300.000, lúc trước là 14.500.000 nha các bác. Lúc trước về có 1 con này nên là giá nó hơi đắt hơn vài trăm ngàn. Đợt này về số lượng là 3 con. Mà nhận được có 2 con thôi. Rất là đẹp nha các bác. Con này chạy 4 nguồn điện thì từ Mỹ về là nó điện 120. Nhưng mà em đang kém điện 100 á, nên là nó chưa đủ điện nên nó sáng hơi mờ. Chứ các bác đúng kém đúng điện 120 nó sáng đẹp lắm nha. Tại vì con này chưa mở ra. Này, các bác thấy đồ đẹp sản phẩm bên em chọn lựa và mua từ Mỹ về. Những con này chỉ có ở Mỹ thôi nha các bác, không phải ở Nhật đâu nha. Đấy, đẹp kiến công luôn nha. Đây là thằng để các bác sưu tầm chơi với những cặp loa cổ nghi Nhật vàng. Vì dòng này là xuất âm tụ đánh bốn sọc sắc tiếng rất là hay, chạy hai cầu loa A B A cộng B, và các bác có thể chơi các set chơi bằng cối rất là hay nha và rất là cổ điển. Đây, đây là phía trên cạnh nổ nó thì không phải khó cái bàn nha các bác, đẹp lắm. Đây là thùng vách phía trên cạnh này. Đấy, cạnh nổ sắc liếm cho các bác chơi này, trưng bày tuyệt vời. Không phải lúc nào nó cũng có được những con mà để anh mua đẹp như thế này nha má. Những con này đẹp thiếu thùng thôi. Thùng vách, thùng gỗ nó sắc sảo thì chúng ta trưng bày nó rất là đẹp nha. Không phải là zin là được đâu. Zin thì con máy bãi nào về nó cũng zin hết đó. Chủ yếu là cái độ đẹp của sản phẩm để chúng ta sưu tầm. Nhưng người nên nhớ nếu nhưng cái con như thế này nó cũng rinh hết, nhưng mà nó trầy nó xước thì nó sẽ giảm xuống vài triệu đấy. Đó là tùy lựa chọn của mỗi bác sưu tầm. Còn bên em là tuyển chọn rất kỹ lưỡng, giá cũng cân đối cho các bác. Đợt này nó rỉ hơn 300.000 nha các bác. Không phải nó xấu mà là đợt này về nó được 3 con nên giá tốt hơn. Các bác thấy đồ đẹp không? Nó mới như vừa vui thùng luôn nha. Rất là mới, các nấm nó cũng sáng tròn luôn. Đấy. Ok, em quay phía sau để que cái series. Đấy. Hai cầu loa chạy 4 nguồn điện, rất là mới luôn nha các bác. Kiến công luôn. Cả anten. Còn keo tem luôn. Con này series là 3643, 3643 các bác nhớ giúp em. Khi mua hàng cứ nói đúng series là em sẽ gửi đúng con cho các bác. Ok, không. Tại bên em chuyên những sản phẩm eBay và hàng đấu giá những dòng receiver Mỹ này chuyên về. Rồi giờ em sẽ mở ruột gan để các bác cùng xem nha. Vâng, đây là ruột gan của em, nó rất là mới nha các bác, mới kiến công chưa. Này thì các bác phải yêu thôi. Đấy, mới rất là mới luôn. Sexy 7 màu. Đẹp tuyệt vời luôn nha. Trải qua mấy chục năm rồi mà em nó còn rất là đẹp, tại vì bên người Tây người ta dưỡng đồ rất là kỹ, có nhiều sản phẩm nó tồn kho nó không có xài, người ta chỉ cắt thôi. Rất là mới. Đây là cái cầu chuyên điện này, riêng nguyên bản nó đang để 120V, giờ em sẽ chuyển 100V. Các bác nào mua hàng xài điện nhà mình xài điện dây thì nói em chuyển điện nó về sử dụng cho tiện nha. Hay là những con tụ đen nó yếm hơn tụ trắng rồi. 2000X tụ đen rất là đẹp luôn nha. Có thấy sexy không? Nó mới keo. Đây là 4 sổ sách nguyên bản của nó nha. Đẹp leong lanh như thế này. Giá 14.200.000 là đối tác của những dòng loa cổ. Các bác nghe nhạc vàng thì tầm giá này thì các bác lựa chọn những con Sansui 2000X hoặc là Sansui 5500. Không tầm giá này.
Vâng, ok, em dừng video, hẹn các bác ở video tiếp theo. Và giá em nó là 14.200.000 đã bao ship cho các bác nha.